Alo, alo anh. Hôm nay em muốn nhờ anh đăng tải thông điệp này lên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước được biết. Thứ nhất thì về vấn đề cô bí ẩn với gia đình là thì cơ quan chức năng đã phản hồi nhận đơn của tôi, nhưng đến nay chưa có mời gia đình tôi lên để xác minh. Cái thứ hai là anh em tôi cũng xin nói thật với cộng đồng mạng được biết. Gia đình tôi ngủ một đêm tới sáng thì thức dậy thì phải có bạc triệu để đóng lãi, nhưng không vì thế mà gia đình tôi chùn bước. Gia đình tôi quyết tâm đi tìm công lý cho em Hà và tìm nguyên nhân tại sao em Hà té xà lan chết. Thì kể từ khi em Hà mất đến ngày hôm nay gần một năm, gia đình tôi nhận được các văn bản từ cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ. Và thì hôm nay những nội dung nào công khai được công khai thì tôi chính thức công khai trên cộng đồng mạng, còn những nội dung nào mà mang tính chất bí mật thì gia đình tôi xin giữ bí mật, mong cô bác cộng đồng mạng thông cảm cho gia đình. Thì sau đây tôi xin thông báo ba nội dung của ba văn bản là thông báo kết quả giám định số 398 của TB DC SHS do ông HTC của đội cảnh sát điều tra quận Thốt Nốt ký tên và đóng dấu ngày 24 tháng 5 2023. Thông báo 398 này ông Nguyễn Văn Tấn đã nhận trước và công khai trên mạng xã hội trước khi gia đình tôi nhận được thông báo này. Thông báo kết luận này là do ông HTC, phó thủ trưởng của đội cảnh sát điều tra quận Thốt Nốt ký tên và đóng dấu, chứ không phải là phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Cần Thơ ký tên. Và văn bản số 675 TB DC SHS thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, thông báo kết quả giải quyết nguồn tin báo như sau: cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thốt Nốt ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thốt Nốt đã tiến hành trưng cầu giám định lại nguyên nhân cái chết trên hồ sơ đối với bà Phạm Thị Kim Hà, sinh năm 1985, đăng ký thường trú ấp Phú Quế, xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang, nhưng chưa có kết luận giám định nên chưa có căn cứ khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Khi nào có kết luận giám định sẽ phục hồi tin báo để tiếp tục xác minh. Nhưng đến hôm nay gia đình tôi không biết quyết định trưng cầu giám định số mấy, vào ngày nào, ai ký và được gửi đến cơ quan nào để trưng cầu giám định. Bên cạnh đó, căn cứ tại khoản 3 điều 206 luật số 101/2015 /QH13 ngày 27 tháng 11/2015, các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định nguyên nhân chết người. Căn cứ tại điểm B khoản 1 điều 208 của 101/2015 QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, thời gian trả kết quả không quá một tháng đối với trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 6 điều 206 bộ luật này. Đồng nghĩa với việc đã kết luận trưng cầu giám định theo quyết định trưng cầu giám định đã nêu trong thông báo số 675. Tại sao đến nay gia đình tôi chưa nhận được quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án có liên quan đến cái chết của em Phạm Thị Kim Hà? Và một cái văn bản số 1062 /TB/CSHS thông báo kết quả giải quyết nguồn tin báo về nguồn tin về tội phạm do ông
TVN ký và đóng dấu ngày 14 tháng 10 năm 2023. Kết quả giải quyết tố giác tội phạm nêu trên như sau. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị cơ quan tổ chức cung cấp là xác nhận thông tin tài liệu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được kết quả trả lời nên chưa đầy đủ chứng cứ kết thúc giải quyết tố giác về tội phạm ngày 14 tháng 10 năm 2023. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết đối với tin báo về tội phạm nêu trên. Tóm lại từ ba văn bản trên, tôi khẳng định là gia đình tôi chưa có cơ quan nào ra quyết định kết luận kết thúc điều tra vụ án, đồng nghĩa với việc là cơ quan chức năng đang chờ kết luận chương cầu giám định và đang thu thập tài liệu chứng cứ để củng cố hồ sơ, chứ không phải cơ quan chức năng đã kết thúc hồ sơ vụ án. Cho nên gia đình tôi vẫn tiếp tục đi đòi công lý cho em tôi. Thì hôm nay tôi xin công bố tất cả trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước được biết, tôi chính thức gửi 9 lá đơn đến cơ quan chức năng các cấp. Nếu như cộng đồng mạng trong và ngoài nước, cô bác anh chị em yêu thương gia đình tôi, thì xin hãy cùng gia đình tôi chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng. Thì tôi xin thành thật cảm ơn cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước giúp đỡ gia đình tôi trong khoảng thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Thì xin một lần nữa tôi xin thành thật cảm ơn. Và như tất cả quý vị và các bạn vừa được nghe thì đây là những cái lời mà chia sẻ mới nhất của anh Vũ mà muốn truyền tải đến cộng đồng mạng, là tất cả mọi người cứ yên tâm bởi vì anh Vũ đã gửi 9 lá đơn. Đó, ở đây là từ cái vụ việc của chị Kim Hà đến cái vụ việc của cô Biển. Và không phải là ở đây là gia đình của chị Kim Hà là sợ lo một cái gì hết, không phải là anh Vũ đây là lo sợ cô Biển cái gì hết. Đó, mà gia đình ở đây vẫn đang đợi kết quả từ cơ quan chức năng. Em nói tất cả mọi người rồi, cô Biển cô nói là cô không có nhận một đồng xu cắt bàn của gia đình, thì nó không có nghĩa nó là như vậy. Và cái số tiền mà gia đình đã đưa cho cô mà cô nói là cô không có nhận được đồng nào hết á, thì cô nói như vậy thôi, nhưng mà khi lên cơ quan chức năng nó lại là một câu chuyện khác. Và hiện nay thì gia đình cũng nhờ tất cả anh em để truyền tải cái thông điệp đến tất cả mọi người là có những cái nội dung mà được công bố và có những cái nội dung thì không được công bố. Nhưng mà gia đình cũng có nói rằng là bây giờ gia đình trong vòng một năm qua là không biết cái kết quả gì, bởi vì gia đình đã đặt cái niềm tin vào cô Biển này, cứ nghĩ là cô Biển đã làm thế này đã làm thế kia, đơn từ thế này thế kia, nhưng mà thực ra cô Biển không có làm một cái gì hết á. Cô cứ nói là bây giờ là cái bộ ngoài vào cuộc, cục vào cuộc, nhưng thực ra là không có bộ cục nào vào đây cả, mà tất cả gia đình ở đây đã mất một con số là quá nhiều tiền. Em bảo tất cả mọi người là bây giờ gia đình đã nợ con số là hơn 5 tỷ. Mỗi một ngày thức dậy là anh Vũ đã phải đóng tiền lãi rất là cao, một ngày là phải mất đến tận vài triệu tiền đóng lời đóng lãi. Bởi vì em hỏi tất cả mọi người, 5 con sổ đỏ chưa còn kể là 1 tỷ tiền vay nóng, mà đến lúc mà gia đình hỏi cô thì cô là cô không biết gì hết. Đó, đến ngày hôm nay thì gia đình cũng có một cái thông tin là để chia sẻ cho tất cả các tập viện được biết rằng là vụ việc này gia đình vẫn theo đến cùng, và gia đình của anh Vũ vẫn nói rằng là ở đây là đơn từ đã gửi đi khắp nơi rồi, từ cấp huyện, cấp phường, xã đến cấp tỉnh, và gửi lên đến tận thành phố Hồ Chí Minh. Thì em nói tất cả mọi người là trước sau thì cái câu chuyện này thì nó phải sáng tỏ thôi quý vị. Nên là quý vị khán giả có thể thấy rằng là mấy ngày hôm nay thì cô Biển cô liên tục là liên hệ với anh em YouTuber để trấn an tinh thần, để dọa nạt, để bảo anh em là phải gỡ xuống. Thế mục đích là gì quý vị? Để đánh vào tâm lý là gia đình anh Vũ sợ cô Biển. Cô Biển là cái người mà có mối quan hệ rộng lớn, 500 nhân viên, thu nhập một tháng vài tỷ. Thì gia đình của anh Vũ là nghèo khổ, không có tiền để mà theo cái vụ này. Nhưng mà em nói tất cả mọi người, gia đình anh Vũ vẫn âm thầm làm tất cả mọi việc có thể nhất để có thể là làm sáng tỏ cái vụ việc này. Đúng quý vị? Bởi vì em nói tất cả mọi người rồi, đến ngày ngày hôm nay khi mà gia đình anh Vũ đã xác nhận để công bố cái số tiền lên là hơn 4 tỷ đã chuyển khoản cho cô Biển này, và hơn 5 tỷ số tiền đã nợ, thì em hỏi tất cả mọi người, gia đình có cái gì đâu mà để mất nữa? Gia đình chị Kim Hà, anh Vũ có cái gì đâu mà để mà sợ nữa? Thế là gia đình đã chọn cái bước ở đây là tiếp tục gửi đơn, và sẽ tiếp tục ở đây là đến cùng của vụ việc này. Bởi vì không thể nào, em nói tất cả mọi người, cô Biển có nói là bây giờ là không nhận tiền là không nhận tiền được. Bởi vì khi mà anh Vũ đã gửi đơn thì nó phải có sự đánh đổi quý vị. Bởi vì là khi mà anh gửi đơn tố cáo cô Biển này là nhận tiền hơn 4 tỷ,
thì anh cũng phải có bằng chứng, phải có cơ sở, phải có căn cứ, chứ không thể nói khơi được. Bởi vì là khi mà cô biển cô tố cáo ngược lại thì nếu như cái đây không phải là sự thật thì chắc chắn một trong hai sẽ phải bị xử lý hình sự. Nên là anh cũng không thể nào nói tất cả mọi người là có cái người mà là nạn nhân, một cái người mà để gia đình đang tang thương thì tìm công lý cho chị Hà, một cái người mà nông dân chân chất như anh Vũ không thể nào mà lại đi gạt để đi ấy cô biển được. Em nói tất cả mọi người, em thì vẫn đặt một cái niềm tin hoàn toàn vào cô và vào cái anh Vũ này. Bởi vì là gia đình anh Vũ thì em nói tất cả mọi người là đã khó khăn ở quê mà, ở nông thôn mà, thì không thể nào mà bởi vì gia đình ấy là rất là tin tưởng vào cô biển, cứ nghĩ là cô biển này là giàu có này đó, quen biết nhiều này, nên là đã đặt niềm tin vào đó để mất cái số tiền hơn 5 tỷ. Nhưng mà bây giờ khi gia đình đã làm đơn kiện rồi thì nó không dừng lại ở cái mức là cô biển dọa là gia đình nữa đó. Nhưng là hôm nay khi anh Vũ đã chính thức công bố lên cái video này thì chúng ta mới hiểu được là gia đình ở đây á là vẫn đang quyết tâm đi đến cùng, không có dừng lại đâu. Nên là kể cả là gia đình bây giờ không có tiền nha, nên vẫn có người đồng bào ủng hộ, vẫn sẽ có người giúp đỡ, bởi vì cái sự thật thì nó vẫn sẽ là sự thật, nó không thể nào mà em nói tất cả mọi người là lấp liếm để cho che giấu cái vụ việc này, để cho nó chìm xuồng được. Nên là cô biết ẩn thì cô đừng có mừng, cô đừng có vội mừng à, mà khi mà cô xem video này xong thì chắc chắn là cô cũng phải run rẩy. Bởi vì sao? Bởi vì cô nghĩ là cô dọa gia đình anh Vũ sợ rồi, gia đình anh Vũ im rồi là cô sợ, là cô mừng đúng không? Nhưng mà cũng không ngờ gia đình anh Vũ không có sợ đâu, bởi vì là gia đình anh Vũ không còn tiền, nhưng mà vẫn sẽ còn khán giả cả nước đó để đồng hành cho cái vụ việc này và sẽ làm sáng tỏ, không bao giờ có thể là vụ việc này nó chìm xuống được. Nên là quý vị khán giả cứ có thể là nó là cái yên tâm đó. Bởi vì em nói tất cả mọi người rồi là bây giờ ấy, trong cái vụ việc này là vừa phải đấu tranh với bên tập đoàn Sà Lan đó để tìm được công bằng, vừa phải đấu tranh với cái bà bí ẩn này, cái người mà gọi là quen biết nhiều, quen biết rộng, cái người mà gọi là chức cao quyền rộng, rồi là quen biết nhiều, đi bộ đi cục gì đó đó. Thì em cũng nói tất cả mọi người rằng là đến ngày hôm nay trải qua gần 1 năm trời rồi đúng không, ở cái vụ việc của chị Kim Hà là không biết cái kết quả gì hết á, bởi vì tin cô bị ẩn quá nhiều. Nhưng mà đến ngày hôm nay khi mà anh Vũ đã gửi đơn, đã 9 lá đơn à, từ cái việc cô bị ẩn luôn, lừa đảo luôn, đến cái việc là tàu đặt Sà Lan thì cũng có nghĩa là gửi đi khắp nơi luôn, thì em tin chắc cái câu trả lời nó sẽ có trong vòng 1 tháng, nó sẽ có hết. Thứ nhất là bây giờ họ tiếp nhận đơn hay chưa, gửi đơn đi đâu, tôi có việc gì, thì em tin chắc là phải có câu trả lời. Nên là cũng nói với tất cả mọi người rằng là hiện nay á, thì quý vị khán giả cứ yên tâm ha, em cũng sẽ tiếp tục cố gắng để cập nhật các thông tin mới nhất để có thể gửi cho tất cả mọi người. À, cũng có rất nhiều quý vị khán giả có lo lắng rằng là không biết là cái vụ việc này nó có chìm xuống hay không, kết quả đi về đâu, bởi vì mọi người đã trông đợi cái kết quả này quá lâu rồi mà không biết là nó đi về đâu. Bởi vì cô biết ở đây này là gia đình của chị Kim Hà đã bị gạt tin tưởng trong suốt cái thời gian qua. Nên quý vị khán giả cứ yên tâm và theo dõi quý vị nha.